Hi, em Hoàng An xin gửi lời chào tới tất cả chị Hoàng thân yêu. Hôm nay thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021, em An sẽ lên sóng giới thiệu đây chị một bộ sưu tập các mẫu xe 7 chỗ và bán tải tại siêu thị ô tô Bình Dương. À, trên đây thì hiện tại đang có 6 mẫu chị nhá, 6 mẫu xe và dưới kia thì còn hơn khoảng 5 mẫu xe nữa. Thì lát nữa xuống dưới đó em sẽ quay, tại vì đó là những chiếc xe đang rửa dọn, một bộ sưu tập luôn. Và tất cả những xe đây thì em An bán ra đều cam kết chất lượng tuyệt đối, bao check test thoải mái cho chị nhé. Bao lỗi, em An kính chúc tất cả chị và thân yêu của em An có những phút giây thật thoải mái, vui vẻ khi xem video kênh YouTube của em An. Và đừng quên cho em An một like, một đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh. Đặc biệt hãy nhấn nút chuông bên cạnh để cập nhật các mẫu xe mới nhất đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương anh chị nhé. Đây, cho chị tham quan một dàn xe, đó, toàn những xe chất lượng đã được tuyển chọn về đây, cam kết tuyệt đối vấn đề lỗi chị nhé. Đó, cho chị tham quan một vòng luôn. Đó. Hiện tại thì em An đã có những cái mẫu xe 5 chỗ gầm cao, rồi những cái mẫu xe 7 chỗ cỡ nhỏ MBV, những mẫu xe 7 chỗ như Fortuner và một chiếc 7 chỗ cỡ lớn, 7 chỗ cỡ lớn như là Sedona. Và chị quan tâm về mẫu xe nào thì nhấc máy gọi điện cho em Hoàng An theo hai số hotline em ghi sẵn ở màn hình video, hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương số 1968 đường tỉnh 743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương anh chị nhé. Cách ngã tư 550 1 km, đó là những xe thực sự rất là đẹp. Đó, bộ sưu tập luôn. Thì em Hoàng An thì cũng hay làm bộ sưu tập lắm, thì so với lần trước thì em An đã bán hết những cái mẫu xe 7 chỗ rồi, và hôm nay thì em An lại về hàng mới luôn để phục vụ anh chị, và toàn những xe chất lượng thôi. Đó, ngân hàng hỗ trợ cho chị thì tùy theo đời xe, sẽ dao động đâu đó khoảng 60 đến 75 80% xe, nó tùy đời. Và hiện tại thì ngân hàng sẽ chỉ hỗ trợ cho chị có hộ khẩu tại Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Đó, hiện tại do chính sách của ngân hàng anh chị nhé. Nên là em An rất là tiếc là không hỗ trợ chị được nhiều. Đó, đây, một dàn luôn đây chị nhé. Thì em An sẽ quay từ ngoài vào đi ạ, tại vì ánh sáng nó ở trong ra nó rất là ngược sáng. Đó, đây, em An sẽ giới thiệu ngay vào một em Kia Sedona, một mẫu xe được mệnh danh là phi cơ mặt đất đấy ạ, chuyên cơ mặt đất. Một mẫu 7 chỗ cơ lớn. Chúc mấy chị đó chính là chiếc Kia Sedona sản xuất 2018 máy 2.2. Và em này là bản phun dầu, được trang bị những cái option, những cái tính năng an toàn rất là nhiều luôn. Máy dầu vừa kinh tế, tiện nghi và rộng rãi đúng không ạ? Hai cửa lùa điện, rồi sưởi ghế, ghế điện, điều hòa 3 vùng độc lập. Và em này thì được sở hữu một cái nước sơn nó rất là độc, một cái nước sơn màu ngói màu đồng với chị đây này. Cái nước sơn này thực sự ra anh chị đi ngoài đường rất là hiếm đụng hàng. Và em An thì cũng đã mở sẵn cái khoang động cơ lên rồi để cho chị mình cùng chiêm ngưỡng khoang động cơ của một em xe đi có. Đó, đây em An bật đèn lên. Một em xe rất là đẹp, 2018 phun dầu ấy chị nhé, 2018 phun dầu. Đó, tất cả những cái chi tiết là nguyên bản hết. Đó, nguyên bản tuyệt đối. Sản xuất 2018. Đó, mới lắm anh chị. Full nét này chị nhé, cụm đèn pha full nét này. Cảm biến trước sau. Em này mang biển tỉnh và odo hiện tại đang là 60.000 km màu đồng. Cảm biến trước sau, hai cửa lùa điện. Đây, em An sẽ cho chị tham quan. Rất là đẹp nha chị nhé. 2018 và mẫu xe này thì hiện tại siêu thị ô tô Bình Dương đang niêm yết với mức giá là 899 triệu. Đây, hai cửa lùa điện nha chị nhé. Đó. Và không gian thì rất là rộng, và thực sự cái hàng ghế thứ hai là cái hàng ghế trung tâm của chiếc xe này. Hàng ghế ăn tiền anh chị ạ, rất rộng, và đây được mệnh danh là ghế của ông chủ. Đó, ngồi cực kỳ là thoải mái. Em này đã được chủ cũ vào lót sàn 6D hết cho anh chị rồi, điều hòa 3 vùng, hai cửa sổ trời. Đó, nhiều option lắm anh chị, một mẫu xe của Kia nên là option nó miên man lắm. Đó, các tính năng lệch làn hay là cảnh báo điểm mù, nhớ ghế, sưởi ghế. Đó, đầy đủ hết, kính tài là 4 kính auto hết anh chị này, mới lắm anh chị. Đó, vô lăng tích hợp có cruise control, vô lăng rất là thể thao, 60.000, 58.000. Đây, hộp số tự động, sưởi ghế, rồi có auto hold này. Đó, thắng tay điện tử. Rất là đẹp nha anh chị nhé. Nội thất màu kem anh chị ạ, màu kem. 899 triệu cho em Sedona máy dầu này. 2018 điển tỉnh. Đó, màu siêu độc rồi. Đó, chị thấy là cái màu này thì anh chị không đụng hàng luôn đó. À, anh chị nào mình thích cái mẫu xe mà cái màu này á, thì là hiện tại em An là duy nhất một chiếc này thôi. Cụm đèn hậu sau cũng full nét, 4 mắt cảm biến sau,
dưới là hai đèn phản quang anh chị nhé. Đó. Mấy lần trước thì Aman cũng làm một bộ sưu tập những cái mẫu xe 7 chỗ thì cũng bán hết rồi, thì bữa nay Aman sắp xếp thời gian để làm bộ sưu tập tiếp những cái mẫu xe 7 chỗ ngồi và bán tải luôn. Đấy, cốp điện luôn chị nhé, siêu xịn sò rồi. Đó. Đây, em này mang biển số Bến Tre này chị này, 71 này, 71 Bến Tre nhé. Anh em thì cũng mới dọn dẹp xong thôi. Đó. Những cái ốp inox này là chủ xe dán vào chống va đập cọ chảy xước. À, đằng sau này cũng làm cái lót 6D này chị này. Cái hàng ghế này nếu mà đây là khoang hành lý nha chị nhé, nếu mà anh chị không ngồi anh chị kéo thẳng vào đây thì nó tạo thành một cái chỗ gần như là một chỗ mình nằm rất là rộng đó anh chị thấy không, siêu rộng rồi. À. Và có những cái cổng sạc cũng hộc để đồ đầy đủ hết, à, đồ nghề đầy đủ hết anh chị nhé. À, cốp điện và em ăn bao zin cho chị nhé, từ động cơ khung gầm keo chỉ là bao zin nên là em ăn sẽ không quay, tại vì quay tổng hợp này thì rất là khó để mà quay chi tiết hết cho chị để chị nhìn được. À. Máy dầu vừa kinh tế và em này thì gia đình mình đông người hoặc chở đối tác làm ăn thì rõ ràng rất là ok đúng không ạ. À. Chén cửa đã vào cho chị rồi, thêm cách nhiệt à. Cảm biến hết anh chị à. Rất là hay đúng không ạ, cho một em Cedola này. Em ăn nhắc lại nhé, mẫu này hiện tại giá limit đang là 899 triệu. Tất nhiên thì giá mà em ăn báo là cho một chiếc xe không lỗi và đẹp, và giá thì rõ ràng còn thương lượng cho anh chị nào mình thực sự đang quan tâm và ưng em này. Đó. Nói chung là anh chị cứ ưng thiện chí nhanh gọn em ăn sẽ có giá tốt nhất cho anh chị, đấy là chắc chắn rồi. Đấy, có gương chống chói đầy đủ hết anh chị nhé. Ok, 899 triệu cho mẫu xe Kia Sedona này, màu đọc nhá, 218 phun dầu, em nhắc lại 218 phun dầu. Rồi tiếp theo sang một em dầu nữa, và em này là 2020 số tự động Toyota Fortuner, máy dầu số tự động một cầu. Đó, màu đồng với kim anh chị nhé, màu xám cũng được. Và em này mới chạy có 14.000 km thôi, mang biển số Sài Gòn. Đó, và được chủ xe độ những cái dây led này cũng khá là bắt mắt này anh chị này. Đó, những cái dây led ở trên đèn này thôi, cái này là độ bên ngoài thôi, còn bên trong thì vẫn là cụm đèn pha dạng thấu kính, dưới có đèn bi led cho chị luôn. 2020 chị nhá, và đi đúng 14 ngày. Đây cho chị tham quan cái động cơ này. Đó, mới lắm xe ạ. Gần như một dàn mẫu xe này là em ăn vừa về, chưa có spa luôn anh chị nhá. Chưa có dọn dẹp gì cả. Đang là mộc nhất luôn. Nhưng mà để cho chị, để anh chị hiểu được cái xe nó giá trị nha. Nó đẹp. Đó. Xe cũ thì chắc chắn thì nó không thể nào mà tuyệt đối hoàn hảo được, nhưng chúng ta chấp nhận mua xe cũ thì chúng ta quan trọng nhất là xe chất lượng. Và thứ hai là khi mà spa làm đẹp thì bên em sẽ cố gắng làm cho chị tốt nhất, tốt nhất anh chị nhé. Đó, xe thì em ăn mới về, chưa spa rửa dọn gì cả. À, mới đi có 14.000 thôi, vỏ teo xe hết. À, mới lắm anh chị, số tự động anh chị nhé, một cầu. Tuner thì còn một bản 2 cầu 2.8 nữa thì cái tầm tiền nó mắc. Đó, ok hết. Sinh nhan tích hợp, một mẫu xe bền bỉ rồi. Và rất nhiều anh chị có hàng nhiều có hỏi em An về Tuner thì hôm nay em An cũng cập nhật luôn. Và em này đang là 990 triệu nha anh chị nhé. Về mưa này, tay chén cửa này. Đó, tay cửa thì là mạ chrome sẵn rồi, chén cửa đã vào cho chị rồi. Đó. Ở bản số tự động một cầu này thì sẽ được trang bị ghế điện cũng như là nội thất ghế da màu nâu cà phê chị nhé. Đó, xe chưa dọn gì luôn anh chị thấy không. Đây những cái chi tiết cục cần số anh chị thấy không. Đó, chủ xe rất là kỹ. Đó, cân bằng điện tử để hết. 14.907 km siêu mới rồi. Đó, lại trang bị thêm cái màn hình Android, anh chị có thể vô mạng nghe nhạc YouTube bình thường. Đó, rất là hay đúng không ạ. Đó, anh chị có thể vô mạng nghe nhạc bình thường luôn. Đó, YouTube nhé. Đó, có sim 4G, trên là trần này, trần 6D đã bọc rồi này. Nói chung là đi tự động nó nhàn nhã hơn rất là nhiều đúng không ạ, khỏe. Anh chị đi không phải nghĩ gì cả. Mức tiêu nhiên liệu của em máy dầu này tuyệt vời đúng không ạ, dao động khoảng 8.3 thôi, rất là ok đấy anh chị. Đó, hàng ghế sau đây rộng rãi nhá, 2020 đó, máy dầu số tự động một cầu, giá bán đang là 990 triệu, vỏ teo xe hết. Đó, rất là dày nhá anh chị đeo. À, các góc cảm khít đằng sau, cụm đèn hậu sau giải led luôn. Đấy, máy dầu số tự động
sơ cua đây. Sơ cua này thì lướt nhẹ thôi, còn mới lắm. Đó. Rồi chị coi ha. Đó, cực kỳ đẹp. Nguyên bản hết, đã, tất cả những cái chi tiết ốc là chưa tháo mở gì cả. Đó, rất là ổn rồi anh chị nhé. 990 triệu cho em 7 chỗ này. Đó, Fortuner màu màu này dạng màu đồng ánh kim hoặc là mình gọi màu xám cũng được anh chị ạ. Đó. Vỏ theo xe hết anh chị nhé. Vỏ theo xe hết. Đó, đây. Đét vỏ tuần thứ 46 2019 này. Đó, vỏ dày. Mới lắm anh chị. Đó. Rồi, Fortuner máy dầu số tự động 2020 một cầu. Giá bán đang là 990 triệu anh chị nhá. Rồi em An sẽ ra một chiếc xe 7 chỗ MBV 5+2, một em Xpander số sàn. Em này thì cũng không đẹp, không lỗi tuyệt đối luôn, nhưng mà cũng không được lướt cho lắm, cũng bình thường, nó đang chạy 50.000 rồi. Số sàn màu trắng, mang biển số Hậu Giang. Em này thì đang để cho chị cái giá cho một em xe thiết kế và kiểu dáng của Xpander thực sự rất là đẹp đúng không chị? Một mẫu xe MBV nên là thiết kế nó rất là sang, cực kỳ là sang luôn. Em này thì có cân bằng điện tử luôn anh chị nhé, hàng nhập Indo, 2019 máy 1.5. Và chiếc xe này thì hiện tại bên em đang để cho chị cái giá là 455 triệu sẽ hỗ trợ lắp màn hình Android cho anh chị luôn. Đó. Xe bao lỗi chị nhé, bao lỗi luôn. Đó. Sẽ là vào tay chén cửa về mưa cho anh chị hết luôn. Hàng nhập, một thiết kế gọn gàng. Và em này thì đang dẫn đầu trong doanh số những mẫu xe MBV bán tốt nhất hiện nay. Đấy. Và cũng chưa được trang bị màn hình, em An sẽ trang bị cho anh chị cái màn hình. Ghế da thì đã trang bị cho anh chị rồi. Đấy, cũng rất là ổn luôn ạ. Đấy, ghế da rồi, phủ táp lô, trần ni lông này đã bọc rồi. Mẫu xe này thì anh chị đi gia đình và kinh doanh dịch vụ nó rất là kinh tế, không có tốn xăng nhiều. Em này tiết kiệm lắm, tiết kiệm nhiên liệu lắm, chạy nó cũng nhẹ nhàng thôi. Và máy 1.5 thì 7 chỗ ngồi thì 5+2 mà, nên nó cũng không quá yếu đâu, cũng bình thường lắm. Em ăn trải nghiệm rồi, mới theo nhiên liệu nó sẽ kết hợp của 6.1, quá là tiết kiệm đúng không ạ. Đấy, ghế da hai màu, trần ni lông sạch sẽ. Đấy. 2019 đấy chị nhá, 455 triệu. Em An sẽ tặng cho chị tay chén vè mưa và lắp màn hình cho chị luôn. Đằng sau là cụm đèn hậu giải led này. Đấy. Quá ok đúng không ạ. Đấy, mình thùng rất đẹp, nói chung là form dáng của Xpander đẹp. Em An còn một chiếc tự động 19 đằng kia màu nâu nữa. Đấy. Là chị nào mình thích thì mẫu này. Xpander thì màu trắng khách hàng lựa chọn rất là nhiều. Đấy. Màu trắng gần như là mẫu xe màu trắng là mẫu mà khách hàng yêu thích nhất. Về em nào dễ bán lắm. Ok anh chị nhé. Rồi, 455 triệu. Tiếp theo em An sẽ sang một em Fortuner nữa. Đấy, xe cũng mới về nên là cũng chưa có rửa dọn gì cả. Đấy, để nguyên mộc đây cho chị coi. Một em máy dầu số sàn 2017. Đấy, hàng nhập Indo, màu trắng này. Đấy, và em này đang chạy là chất xe đang là 76 mấy ngàn đấy, rất là ít, còn vỏ theo xe hết. Đấy, 2017. Em này mang biển tỉnh anh chị nhé, biển tỉnh luôn. Và giá bán đang là 768 triệu cho em Tuber đây. Đấy, vừa về nên là lá cây còn đầy đây. Đấy, dưới kia em ăn còn mấy mẫu nữa nhé, nên là lát nữa sẽ cho chị xuống đó tham quan luôn mấy mẫu. Nguyên bản những cái khung xương này em ăn bao lỗi này. Đấy, chưa ra, chưa cấn động gì cả. Đấy, ok luôn. Nói chung là cuối năm này thì cái nhu cầu của chị đi 7 chỗ rất là nhiều. Vậy mà bên em cũng cố gắng mang về cho chị những chiếc xe đẹp, không lỗi. Đấy. Và đôi khi với một chiếc xe mà có thể đời thấp nhưng chủ xe người ta đi ít thì cái giá chị mua nó phải là giá khác. Còn em An đang báo cái giá của những chiếc xe đi trung bình, không đi quá ít mà cũng không đi quá nhiều, rất là ok. Đó. Anh này còn vỏ theo xe này. Đó, 2017 đây. Đây em An sẽ cho anh chị xem đếp nhé. Ok, đây là anh chị này. Còn thứ 19 này, 17 này. Đó, bấm phay hợp kim này. Đó. Sinh nhan tích hợp ở gương chiếu hậu, em này trước chủ xe độ 360 nhưng mà không biết giờ còn xài được không. Đó, tay chén cửa vào hết rồi, lẹp kính cũng vào này.
Đấy, trên đây thì có vè mưa đó, khá là đầy đủ đấy chị. Đây cho chị xem bên dưới này nha. Đó, gầm bệ đây. Bao tuyệt đối nhé anh chị nhé. Chung đời cao thì anh chị chẳng nghĩ ngợi gì mục mọt gì đâu, nó bình thường lắm. Vỏ theo xe nhé, cái này vỏ theo xe hết. Đây, ở bản số sàn thì sẽ không có ghế điện đâu anh chị, và là ghế lì thôi, nhưng mà đã bọc ghế da cho chị rồi. Đây, ghế da màu nâu nhé, có gương kính chỉnh điện, gương cụp này. Đấy, màn hình đầy đủ hết. Đó, có màn hình rồi anh chị nhé. 2017 số sàn máy dầu, trên là trần này. Đó, trần 6D cũng đã bọc hết rồi. Đây cho anh chị xem ô đồ nhé, 66 ngàn. Đó, ok. Đây, hàng ghế sau đây. Đấy, bọc ghế hết rồi anh chị nhé, lót sàn đầy đủ hết. Hơi còn xe chưa spa đây là anh chị nhìn nó hơi dơ một chút. Còn em ăn cho anh chị mua thì em ăn sẽ cho spa. Đây, hiện tại bên em đang chủ yếu ưu tiên những chiếc xe mà đã bán rồi, cái lượng xe giao còn rất là nhiều. Cụm đèn hậu sau giải led này, đằng sau này đường mạng chrome này. Đó, hai mắt cảm biến sau. Đó, em này cũng được mang ở đây. Đó, ok, 2017 chị nhé, giá bán cho chị đang là 768 triệu cho mẫu Tourer này, 2017. Đó, bỏ vậy đâu chứ còn đi còn thoải mái lắm anh chị, còn thoải mái lắm. Đó, các khung cửa sổ đẹp, kính mạng chrome hết rồi này. Đó, 768 triệu, ngân hàng hỗ trợ em này chắc được khoảng tầm hơn 400 450. Đó, ok chị nhá. Đó, lúc tối nay nếu mà 19:30 em An đang sắp xếp để quay live, tại vì hiện tại thì buổi tối nay thì em An cũng có một chút việc, nhưng mà nếu mà trường hợp mà tối nay không quay live được thì chiều em An sẽ sắp xếp báo giá tổng hợp tất cả các mẫu xe, để làm sao mà ngày mai anh chị có thời gian mình rảnh không đi làm á, mình có thể lên trực tiếp bên em để tham quan. Ok hết anh chị nhá, 768 triệu. Tiếp theo sang một em xe 5 chỗ đấy, gầm cao, một em Mazda CX-5 2015 anh chị ạ, 2015. Em này biển Sài Gòn anh chị này, một chủ từ đầu 2015 và chất xe 80 ngàn. Em này một chủ từ đầu luôn đấy. Có rửa đèn này, có đèn pha led này đấy, led định vị 2015 anh chị nhé. Và đang để cho anh chị cái giá em này đang là 585 triệu, 585 triệu cho em Mazda CX-5 2015. Đấy, em này thì em An đã có một cái video chi tiết rồi, còn mấy em kia thì em An chưa có luôn, thì em An quay kỹ một chút. Đấy, hai phần cửa này nó là cái ốp mủ đen này, nói chung đây là cái mẫu SUV nên là nó sẽ là những cái chi tiết mủ màu đen này nó chạy xung quanh xe. Đấy, tay chén cửa vào rồi, đẹp, kính mạng chrome cũng có rồi. Đấy, bản này thì có loa bâu này, ghế điện đầy đủ hết. Ghế ra theo xe chị nhé. Đấy, trần 6D này. Đấy, vô lăng tích hợp đang chạy 79 ngàn. Gương chống chói đầy đủ hết chị nhé. Đấy, có rửa đèn, những cái tính năng an toàn như ABS, cân bằng điện tử hay là khởi hành ngang dốc cũng đầy đủ hết. Ô, hàng ghế này đang khách hàng coi. Ok. Đó, hàng ghế này thì anh chị có thể tùy chỉnh mình gặp vào được. Đó, rất là hay đúng không ạ. Ok. Đó, rộng rãi. Cụm đèn hậu sau cũng được anh chị đúng không ạ, đẹp ha, nó dây led này. Ống bô kép á, dưới là hai đèn phản quang đầy đủ hết. 2015 anh chị nhé, một chủ từ đầu, mang biển số Sài Gòn, 585 triệu. Đó, em này em An đã có video chi tiết rồi, nên là anh chị nào mình cần video chi tiết mẫu xe này thì inbox em An nhé. Đó, tất cả những cái xe ở đây nếu mà hết đăng kiểm thì bên em sẽ hỗ trợ đăng kiểm cho anh chị. Đó, nhìn phần đuôi sau cũng rất là đẹp đúng không anh chị. Ơi, một chiếc xe nữa là một chiếc Xpander đấy ạ, màu nâu anh chị nhé, 2019 số tự động, và em này đang chạy 55.000 km, màu nâu biển tỉnh, giá bán đang là 525 triệu. Màu này rất là đẹp luôn và sạch đúng không? Màu cực kỳ là sạch luôn. Đấy, mức tiêu nhiên liệu một chiếc xe số tự động nó cũng không có chênh quá nhiều so với số sàn đâu chị. Ở bản tự động này được trang bị thêm khung cửa sổ đẹp mạng chrome này, tay cửa mạng chrome này. Đó, khóa cảm biến thông minh luôn.
Bên trong này thì chủ xe đã bọc ghế da và các ốp bậc lên xuống này đã vào cho chị rồi. Đấy, vô lăng ba chấu bọc da và vô lăng này có cruise control nhé, dành tay của gọi. Đồng hồ đang là 58.000. 58.000 km. Quả rất là ok chị ạ. Các chi tiết ốp mạ chrome rồi những cái chi tiết vân gỗ này, nhựa kết hợp vân gỗ. Rất là ok. 2019 đấy chị nhé. Này vừa đây khách đang coi nên là thì em anh cũng cho anh chị coi hàng ghế sau luôn đó. Hàng ghế sau đây gập vào cũng rất là rộng luôn. Trần 6D đã bọc cho anh chị rồi này. Đó. 2019 đấy chị nhé. Và em này đang để cho chị cái giá là 525 triệu. À, ok. Ok. Đó. Bao lỗi nha chị nhé. Đây. Khá là rộng đây chị. Tha hồ chị để đồ luôn. Một mẫu xe 5+2, vì vậy mà nếu mà trường hợp mà chị không dùng đến cái hàng ghế thứ ba thì gặp vào thì cũng để đồ thoải mái. Nói chung thiết kế của Xpander thì đúng là không chê được, đúng không anh chị? Thực sự rất là đẹp, rất là đẹp. Và sang cái bản số tự động này được trang bị thêm option cũng khá là nhiều. Gầm bệ đây cũng còn mới lắm. Đó. Ok nha anh chị nhé. Và xinh nhan tích hợp này, và có ốp mạ chrome đây luôn, ốp đèn. Mâm phay hợp kim. Đó. Máy móc là bao chuẩn. Máy là phải bao chuẩn thì cho chị luôn. Đó. Ok. Rồi bây giờ thì em An đang có khách hàng đang quay xe. Em An sẽ mời anh chị theo chân em An xuống khu vực dưới đây. Khu vực dưới đây thì em An sẽ còn vài mẫu xe nữa. Đấy, vài mẫu xe 7 chỗ ngồi và một chiếc bán tải nữa để phục vụ chị. Chiếc bán tải này thì em An đã bán rồi. Đấy, đã dọn dẹp spa xong rồi để giao cho khách hàng này. Đấy, nhưng mà chiếc xe mà mới về em An bán luôn, nhưng mà hôm nay đã spa xong xuôi hết rồi. Và em Ranger. Đó. Đây. Mời anh đi khu vực dưới đây nhé. Em An sẽ giới thiệu chị ở dưới đây. Đó. Xe thì nhiều lắm anh chị, nhiều lắm. Tha hồ cho chị lựa chọn. Ở dưới này là khu vực rửa dọn nên là chưa có xong. Đây một em CX5 2016, đăng ký 2017, màu đen, biển tỉnh. Em này đang chạy chuẩn ô đô 40.000. À, 665 triệu chị nhé. Xe đang spa nên là chưa có xong. Đấy. Chủ yếu là quay để cho chị biết thôi. Anh chị có thể lên trực tiếp bên em để xem xe. Hoặc là chị nào ở xa thì cứ inbox em An sẽ quay video chi tiết hoặc gửi ảnh chi tiết. Anh chị thấy ok thì chốt giá từ xa em An là được rồi. Đấy. Em này thì hai ghế điện cơ. Đấy. Mới lắm. Đi có 40.000 thôi. Mới tinh, thắng tay điện tử này. À, thiết kế con ngựa rất là đẹp, sport đầy đủ hết. Cửa sổ trời, trần ni lông. À, một mẫu xe 5 chỗ gầm cao luôn. À, anh chị nào mình thích gầm cao đi em này. À. Ok. CX5 anh chị nhé, 2016 và đăng ký lần đầu 2017. Đó. Để cho chị giá 665 triệu. Tiếp theo một em Fortuner máy dầu anh chị ạ, 2016. Em này mang biển số Bình Dương, màu bạc. Đấy. Bản này thì có lỗ mũi mâm đen này, màu bạc. Màu bạc của Tuner thì lại cực kì đẹp rồi. Đó. 2016 anh chị nhé. Đó. Máy dầu. Và chiếc xe này thì hiện tại bên em đang liêm yết với mức giá là 665 triệu. Chiếc em Fortuner máy dầu này. Đấy. Nội thất ghế da này. Màn hình đã vào màn hình ZTEC cho chị to đùng luôn này. Đó, trên này có trần này. Đấy, vô lăng tích hợp. Nói chung là tuner thì nó bền bỉ thôi, đúng không ạ? Nhiều anh chị mua về đi gia đình hoặc kinh doanh thì quá là tuyệt vời. Có gì đâu để bàn những cái mẫu xe 7 chỗ của Toyota, đúng không ạ? Nành xe, bền bỉ. Đấy, có lỗ mũi này. Nói chung là em này thì đã được chủ cũ trang bị cho anh chị ghế da màn hình rồi. Cũng đỡ được cái chi phí, đúng không anh chị? 2016 anh chị nhé. 665 triệu khám phí cho anh chị miên man luôn. Tháng 4 2023. Phí đường bộ cũng vậy. Ok đúng không ạ? Đó. Cũng vào tay chén cửa rồi. Chén cửa thì vào rồi. Tay cửa thì mạ chrome sẵn. Lẹp kính. Đó, cũng vào lẹp kính cho anh chị. Xe đang dọn anh chị nhé. Đây là những chiếc xe đang dọn nên là nó hơi dơ một chút. Ok. Rồi. 665 triệu. Tiếp theo đây em An còn 3 chiếc nữa cơ. Vậy là hôm nay thì em An có giới thiệu đến chị đến 11 chiếc xe. Đó. 5 chỗ gầm cao, 7 chỗ MBV. Đó. Và bán tải. Đây
bán tải 2015 mẫu mới chị nhé, màu trắng, em này mới đi có 6 vạn thôi, mới lắm, màu trắng biển tỉnh. Em này hôm trước em ăn, anh em đang đánh bóng này, anh chị thấy cái bột bát ấy, nó nằm trên cái kính ấy, đang đánh bóng, nhưng mà đánh bóng lên anh chị thấy mới không ạ? Đó, rất là mới nhé, đấy, chị thấy bề mặt sơn không, siêu mới đây. 2015, ghế lì zin theo xe, đó. Vô lăng đẹp, lung linh luôn, anh chị thấy vô lăng đẹp không? 2015 anh chị nhé, cục cần số đây. Và em này thì có đây trần ni lông nhá, đầy đủ hết. Em này đang để cho chị cái giá là 485 triệu cho em bán tải này. Chất xe rất là đẹp. Đó. 215 anh chị ạ. Cái lì zin. Em này em ăn thấy cái lắp này khả năng ngày xưa là chủ xe làm cái lắp thùng gạt này này. Đó, nhưng mà bây giờ thì bỏ rồi. Đó. Một cái chữ Ranger rất là đặc trưng của dòng Ford đúng không ạ? Mất cái chữ này là mất zin luôn rồi đó. À, chữ này là chữ theo xe nha chị nhé. À, XLS số sàn một cầu. Đấy, em phải giới thiệu thêm là số sàn một cầu hàng nhập. Máy dầu luôn. À, bán tải thì là máy dầu. Nên nhiều anh chị, tại vì cũng lần đầu mua xe có hỏi em ăn là có phải là máy dầu máy xăng thì em ăn nói luôn máy dầu đấy anh chị. À, vỏ lốp láp còn dày nha anh chị nhé. 485 triệu mẫu mới đâu, mẫu 16 đâu. Quá ok đúng không ạ? Xe đang spa luôn, mộc nhất cho anh chị coi. Đó. Ok. Cái bộ ghế lì này thì anh chị có điều kiện mình bọc một cái bộ ghế da thì nó đẹp hơn. Cái ghế lì thì nó khá là dơ đúng không ạ? Ok hết đấy anh chị. Đó. Rồi, em ăn còn hai chiếc nữa, một chiếc Innova màu đồng ánh kim biển Bình Dương 2018 này. Đấy, em này thì cũng đang rửa gầm, đã đánh bóng xong rồi. Màu đồng ánh kim là cái màu của Innova rất là đẹp đúng không ạ? Tay cửa vè mưa đầy đủ hết rồi, vào một cái màn hình to bản rồi. Đó, vào một cái màn hình 9 inch cho anh chị luôn. Đó, 2018 bọc cái da rồi. Trần luôn, trần này anh chị có thể đổi màu được, nó hơi tối đúng không ạ? Màu đồng ánh kim 2018 và đang để cho anh chị cái giá là 525 triệu. Đấy, 525 triệu, em này cũng chạy 6 vạn rồi. Biển Bình Dương anh chị nhé. 2018. Đó. Và em này thì em ăn nhìn đây là đã biết là chủ xe độ đèn bi này. Bi này, dưới này cũng vậy. Đèn bi cầu luôn. Đó. Ánh sáng trắng. Khám phí đến tháng 7 2022 chị nhá. Innova 2018 và đang để cho chị cái giá là 525 triệu thôi. Đó, rất là ok nhá. Rồi. Tiếp theo là một em Fortuner máy máy xăng. Tiếp theo là em An sẽ giới thiệu anh chị một em Tuner máy xăng. Nói chung những cái mẫu xe này sau khi dọn xong thì em An sẽ giới thiệu sau anh chị ạ. Vì đang dơ với hai là giới thiệu tổng hợp thì không thể mà giới thiệu quá chi tiết cho anh chị được. Một em Tuner Fortuner bản Sportivo đấy ạ, TRD đấy, 212 máy xăng. Và em này thì đang để cho anh chị giá là 488 triệu thôi. Chưa đến 500 triệu là anh chị có ngay một em bản cao cấp, bản TRD á, Sportivo á. Màu trắng nhìn nó trẻ trung và thể thao đúng không ạ? Số tự động 2 cầu nhá anh chị nhá. Đấy, 2 cầu luôn. Điều hòa auto. Lốp này vào lốp này. Em này thì đang chạy gần 100.000 rồi. Đó. Biển Bình Dương chị nhá. Hai mắt cảm biến sau này. Đó. Máy xăng. Số tự động 488 triệu. Rồi anh chị ơi, bây giờ thì em An cũng vừa gửi đến tất cả anh chị quan tâm yêu của em An rất nhanh một loạt những cái mẫu xe 7 chỗ ngồi, mẫu xe MBV rồi 5 chỗ gầm cao và bán tải. Chiều nay thì em An nếu mà sắp xếp buổi live được thì em An sẽ live vào lúc 19:30, còn không thì em An sẽ làm một cái video tổng hợp báo giá tất cả các mẫu xe cho anh chị nhé, đủ tầm tiền. Và nói chung thì bên em bữa nay về rất nhiều những chiếc xe đẹp, nên là anh chị mình ngày mai mình có thời gian rảnh thì lên trực tiếp bên em để xem xe và thương lượng giá. Đấy, thì anh chị có thể thấy là hiện tại thì chủ yếu là em An đang sắp lịch để giao xe cho khách hàng ở xa đó, hoặc khách hàng lên trực tiếp bên em. Đấy, cái bảng theo dõi này anh chị thấy là bây giờ cũng đang còn hai mấy chiếc chưa giao á, rất là nhiều. Đấy, nên là sẽ cố gắng dọn dẹp sạch sẽ và nhanh nhất cho anh chị. Một nữa cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều và em An xin hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và gặp lại anh chị. Chúc anh chị một ngày thứ bảy gặp tràn niềm vui và hạnh phúc bên gia đình của mình. Xin chào và gặp lại. Xin chào.